Xin chào các bạn khán thính giả đã quay trở lại với kênh Tấp Truyện MV. Tấp Truyện MV ngày hôm nay xin gửi đến quý khán thính giả những chương tiếp theo của tập truyện ngôn tình Vợ yêu của Tổng Tài. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 34: Tấm lòng người mẹ. Được, được. Em đừng khóc, khóc sẽ xấu đấy. Chàng ra tay ôm cô vào lòng, hai tay chỉnh lại váy cho cô. Nhưng rất bực bội, tay anh cứ cố gắng kéo váy ngắn xuống cho khỏi đùi, nhưng chẳng thêm đi được chút nào, rồi đã lại thầm trách. Đáng chết, tại sao cái váy này lại ngắn thế này? Hàn Uyển Nhi không hiểu tâm tình thế nào lại càng khóc to hơn. Anh chính là chê cười em già đi, hay béo lên, xấu đi có phải không? Hay anh vừa mới nhìn trúng người phụ nữ nào ngoài kia? Hàn Uyển Nhi vùng vẫy khỏi hai cánh tay của anh. Hai tay nhỏ của cô đánh lên ngực anh. Anh không biết làm gì với sói con đang tức giận này đây. Chỉ im lặng cho cô đánh miệng thì thầm vào tai cô. Anh xin lỗi, xin lỗi, là anh đã sai rồi. Miệng anh không ngừng nói. Một lúc sau, cô mới ngừng khóc, ngừng việc đánh đấm này. Phì phò thở dốc, anh buông hai tay ra giúp cô lau đi nước mắt đọng lại. Lại cảm thấy phía bên ngực trái mát mát, mới đưa mắt nhìn xuống thì ra là đã bị sói con khóc đến ướt cả áo. Cũng chẳng sao, chỉ cần bộ dạng đáng yêu này mình anh xem là được. Uyển Nhi à, ngực anh đau quá đi. Lại làm trò nhưng lần nào cũng hiệu quả. Thế nào rồi, để em xem. Hai tay nhỏ cởi bỏ cúc áo anh ra, quả thật cô đánh hơi mạnh tay, vùng ngực đã đỏ hồng một khoảng. Và nhờ vậy cô mới biết được mình khóc, nước mắt tèm lem ướt hết áo anh rồi. Tay nhỏ của cô xoa xoa, thổi thổi vào ngực anh. Mấy cái đánh của cô làm sao mà anh đau được chứ? Người đứng đầu ban Hắc Nguyệt chỉ vì một chút việc như thế này không chịu được thì làm sao lãnh đạo anh em trong ban? Điều quan trọng bây giờ, miệng nhỏ đang gần ngực anh thổi gió, tay lại xoa xoa như đang thổi gió và xoa mặt vào người anh, làm cho phía dưới quần nổi lên phản ứng. Uyển Nhi, anh muốn em. Nam nhân yêu nghiệt cầu xin. Không được, Hàn Uyển Nhi dứt khoát cự tuyệt. Tại sao? Chu kỳ của em đã qua 3 ngày rồi. Tên đàn ông biến thái này lên tiếng phản bác. Đến trễ. Không tin, anh phải kiểm tra. Vừa nói anh vừa bế cô đến ghế sofa. Buông ra, thả em xuống. Lại nổi giận hét lên. Em có thai rồi. Anh dừng chân lại như một bức tượng, không tin những gì mình nghe được. Em vừa nói gì? Em có thai rồi. Tốt quá, anh được làm ba rồi. Như gió xuân thổi qua làm anh rất vui vẻ đến cực độ. Vừa nói vừa nhẹ nhàng thả cô xuống ghế, ngồi ôm cô vào lòng. Nhưng em không muốn nó được sinh ra. Làm mẹ ai mà chẳng thương con. Cô vì tương lai của tiểu bảo bối mới không muốn nó sinh ra. Tại sao chứ? Anh lo được cho hai mẹ con em mà. Anh nắm hai vai cô, nhìn thẳng mắt cô. Hình như anh khá tức giận khi Hàn Uyển Nhi đòi bỏ đi đứa con của mình. Nước mắt thi nhau rơi xuống lăn dài trên mặt. Nỗi đau người mẹ khi chính miệng mình nói ra là không cần. Đâu phải ai cũng hiểu được tại sao người làm ba như anh tức giận với cô chứ. Nước mắt vì thế không ngừng mà rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp kia. Thấy Hàn Uyển Nhi khóc, tim anh như ai lấy dao nhọn và đâm vào vậy, rất khó chịu. Mặc Phong, anh làm như tôi không thương con vậy. Nhưng tiểu bảo bối sinh ra sẽ bị dị tật hay bệnh tật, chỉ làm cho nó thêm đau đớn. Lúc này Mạc Phong nhớ ra bọn họ chính là loạn luân. Em có thai bao lâu rồi? Hàn Uyển Nhi lắc đầu không biết. Cô mới mua que thử thai vào hôm qua mới biết. Ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô một cái. Ngoan, không sao đâu. Có anh ở đây rồi. Đêm nay ở lại với anh. Mai sắp xếp anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Mạc Phong đang mặc bộ đồ ngủ màu xanh biển, Hàn Uyển Nhi lại mặc váy ngủ 2 giây cũng là màu xanh nước biển. Đây là đồ ngủ đôi cô đặc biệt thiết kế riêng cho hai người. Nam tươi mát thoải mái, nữ lại ngây thơ quyến rũ.
Hương bạc hà tỏa ra từ người Mạc Phong khiến cô thích chết đi được. Cứ như thế mà ngày càng rút sâu vào lòng anh hơn. Mạc Phong, lúc vào Hoang Lạc, anh trang điểm thành thế này không khó chịu sao? Hàn Uyển Nhi nói tay lại vân vê nút áo ngủ, cầm anh tì lên đỉnh đầu của cô. Vì em, mọi chuyện anh đều có thể chịu được. Hàn Uyển Nhi dùng đầu đập yêu vào ngực anh nói, dẻo miệng, suy nghĩ một chút lại nói tiếp. Tốt nhất anh nên an phận một chút, đừng dùng lời ngon tiếng ngọt dụ ngọt phụ nữ khác. Nếu không thì thế nào? Mạc Phong hiếu kỳ không biết sói con này sẽ xử lý ra sao. Thì không cho anh phát triển nòi giống nữa. Mạc Phong cười đến vui vẻ, đúng là suy nghĩ của sói con. Chương 35. Ba mối tình. Anh ôm cô chặt thêm một vòng. Được, được, mọi chuyện đều nghe theo em. Trong lúc hai người đang vui vẻ thì phòng bên kia có vẻ không ổn lắm. Mạc Nam, em trai Mạc Phong đang cười cười nịnh nọt Lâm Vũ. Lúc này ôm người đẹp hi hi trong lòng khiến tên Lâm Vũ này ghen tuông. Thật phiền chết đi được. Bọn họ còn chưa là gì của nhau mà. Mau buông ra. Lâm Vũ thật ra là người rất kiệm lời nói, cho dù trước ai đi nữa. Anh đang cảnh cáo hai người đang hiên ngang ôm nhau này, tim anh thật sự rất khó chịu. Lâm Vũ làm gì mà gắt thế? Chỉ ôm người đẹp hi hi một chút thôi mà, phải không hi hi? Mạc Nam đang chọc tức cái tên đầu gỗ này. Lúc trước anh hai điện thoại cho anh kể tóm tắt về tình hình hiện tại. Lúc trở về liền bắt gặp hai người bọn họ nắm nắm kéo kéo nhau. Sau đó chạy đi hỏi hi hi thì mới biết. Về việc tại sao hai người quen nhau thì là do một lần nhận lệnh làm việc của chị dâu. Thì gặp Lâm Vũ đang mai phục tại quán bar. Hai người lại xảy ra cái việc cẩu huyết, chính là tình một đêm. Sau đó thì như tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Nhưng cái tên đầu gỗ kia chưa chịu mở miệng. Thôi thì Mỹ Nam anh đây nguyện làm chất xúc tác giúp hai người vậy. Đúng vậy á. Hi hi cố gắng chỉnh giọng nói đến mức chảy ra nước. Phía Lâm Vũ vẫn không nói gì, nhưng chỉ hành động thôi. Lâm Vũ bước chân nhanh đến kéo lấy cổ tay hi hi. Anh làm gì thế, mau thả ra. Hi hi quát lên. Lâm Vũ nhìn sang Mạc Nam nói, nhị thiếu, tôi muốn xử lý chuyện riêng. Nhưng hi hi khôn, chưa nói hết hi hi đã la lên. Đúng vậy, chính là như vậy, anh đừng đi mà Nam ca. Không thể kiềm chế nữa rồi, Lâm Vũ vẫn nhìn Mạc Nam, lặp lại lần nữa. Được được, tôi đi. Hi hi nhớ liên lạc sau nhé. Mạc Nam còn hôn gió một cái. Anh thay ra bộ đồng phục nhân viên, tẩy bớt lớp trang điểm rồi đi ra ngoài. Đêm nay Mạc Nam anh đây chính thức trở về những ngày tháng ăn chơi đây. Chuyện sau đó giữa Hi Hi và Lâm Vũ, đến sáng mới thấy Lâm Vũ vác trên vai cái bao tải ra khỏi Hoang Lạc. Ấy cũng là chuyện của tương lai. Có chuyện gì? Lưu Kim khó chịu nghe điện thoại. Cái tên Lâm Ân này đứng sờ khắp người cô như thế chứ? Đánh vào tay anh một cái liền nổi lên một khoảng đỏ. Chết tiệt, đúng là xem địa thần hội ra gì rồi. Được rồi, chờ nhận lệnh đi. Lưu Kim vội tắt điện thoại rồi gọi đến cho Hàn Uyển Nhi. Lâm Ân vẫn theo nhất cử nhất động của cô, nhưng tay chân vẫn không ngừng chu du khắp cơ thể cô tìm kiếm sự khoái cảm. Alo. Vâng, thưa tiểu thư, có chuyện gấp. Nhưng không phải là Hàn Uyển Nhi nghe điện thoại mà là Mạc Phong. Do quát tính cứ thế nói ra không dừng lại kịp. Uyển Nhi đang tắm, tôi sẽ chuyển lời đến cô ấy. Vâng. Hàn Uyển Nhi bước ra khỏi phòng tắm, mặc trên người chiếc quần đùi kết hợp với chiếc áo sơ mi tay dài màu đen. Mạc Phong nhíu mày nhìn cô. Cô đây là muốn khoe chân cho ai xem? Bọn họ bây giờ đóng vai nam nữ trẻ tuổi đi hẹn hò, nên anh mặc quần ngang gối màu đen cùng áo sơ mi đen, chân mang giày trắng. Lúc nãy Lưu Kim gọi cho em, hình như có chuyện gấp, để em gọi lại. Mạc Phong đi đến giường ngồi xuống chờ cô. Hàn Uyển Nhi lại không ngại mà ngồi lên đùi anh, hai chân cô vắt véo lại như đang ngồi trên ghế, như chứ không phải trên đùi anh. Chuyện gì thế, Lưu Kim?
Hàn Uyển Nhi bỗng nhiên cười nhếch môi một cái, lâu sau mới trả lời: cho em toàn quyền xử lý, thứ chị muốn là kết quả. Mạc Phong đang dựa vào lòng Hàn Uyển Nhi, tay cô vuốt ve mái tóc của anh, tay bên kia thì nắm lấy tay anh. Mạc Phong lại suy nghĩ cho mọi chuyện quá nhiều dẫn đến đau cả đầu. Hơi thơm dịu nhẹ từ trên cơ thể Hàn Uyển Nhi khiến Mạc Phong vơi đi phần nào sự khó chịu. Hơn nữa, mặt anh đang úp vào ngực của cô thật là mềm mịn lại thơm nữa, khiến cho người ta phải nổi lên cơn thèm khát. Chương 36: Khám thai. Cái nơi nhiều thịt lại mềm mềm này là của một mình anh thôi. Theo bản năng, Hàn Uyển Nhi đưa tay vuốt lưng của Mạc Phong, mắt lại đăm chiêu ngoài cửa. Chuyện tình của tôi liệu sẽ đi đến đâu? Mạc Phong vẫn đang trong bộ dáng của chàng trai Tây hôm qua, lấy tên là Gray. Hai người bước xuống xe có y tá trực, ca hướng dẫn cả hai người. Họ muốn hẹn hò giống các cặp tình nhân khác, nhưng việc trước tiên phải đi kiểm tra cho Hàn Uyển Nhi trước đã. Anh muốn cô phải an toàn rồi mới yên tâm. Nếu hỏi anh có thương con hay không, hoặc giữ con và cô bỏ một trong hai, anh sẽ chọn ai? Mạc Phong chắc chắn sẽ tuyên bố rằng tôi rất yêu thương con mình. Nhưng nếu trường hợp bắt buộc thì xin lỗi, tôi không thể sống thiếu vợ mình. Anh không muốn cô gặp nguy hiểm hay bị tổn thương. Đừng quá lo lắng, em nghe nói bác sĩ ở đây rất giỏi. Tay cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay của anh vài cái. Mạc Phong vẫn im lặng không phản ứng gì, chẳng ai biết anh đang suy nghĩ chuyện gì. Bệnh nhân số 2. Tiếng cô y tá gọi từng bệnh nhân. Hàn Uyển Nhi số 3. Chỉ còn một người nữa thôi. Em ở đây đợi anh một chút, anh đi nghe điện thoại. Mạc Phong đứng dậy đi khuất khỏi hành lang bệnh viện. Một người phụ nữ trung niên hình như nãy dẫn con dâu của mình đi khám thai, đang chờ con mình thì ngồi kế bên cạnh cô. Cháu này, bác thương bác mới nói, nhìn con khoảng 17-18 tuổi phải không? Sao lại để có thai như thế này? Cái thằng làm cho con có thai đâu, sao không đi cùng con? Có phải hắn ta không chịu trách nhiệm phải không? Con đừng buồn, phụ nữ là phải mạnh mẽ lên tự bảo vệ con của mình và dạy cho tên tiểu tử đã làm cho con ra thế này. Bác gái nói một lời rất dài đến cuối cô mới hiểu ra. Da mặt cô dạo này được chăm sóc rất tốt. Sau khi phát hiện mình có thai nên Mạc Phong liền gấp rút bồi bổ đồ tốt cho cô, nên da thịt cô hồng hào hơn rất nhiều. Có một lớp mỡ mỏng rồi đấy nhé. Lúc Mạc Phong trở về liền nghe được câu chuyện đen hết cả mặt. Mạc Phong, anh già đến vậy sao? Chỉ gần 30 thôi mà còn rất phong độ để giữ tốt bà xã anh. Đã chăm chỉ luyện tập ăn uống điều độ, làm việc hợp lý. Nếu không thân hình xuống cấp, bà xã sẽ không thương nữa. Vậy tại sao nói anh già? Bác gái ấy nói xong liền bỏ đi với con dâu của mình, khiến cho Hàn Uyển Nhi cười sặc sụa. Hôm nay quả là cô trang điểm phối đồ, nếu nói cô 18 tuổi chắc chắn sẽ có người tin. 18 tuổi có thai có vẻ hơi sớm. Mạc Phong hậm hực ngồi xuống ôm cô vào lòng. Em còn cười. Chú à, sao chú có thể làm vậy với cháu? Cái thai này phải làm sao đây? Cháu... Nói tới đây Hàn Uyển Nhi cười đến đau cả bụng. Được, được rồi. Nhẹ lưng cho cô, đừng quá kích động mà tổn hại thân thể. Chỉ có Hàn Uyển Nhi, em mới dám đem anh ra đùa giỡn như thế. Rất nhanh cũng đến lượt Hàn Uyển Nhi. Cô được sắp xếp vào phòng bác sĩ nam, nhưng tay nghề rất giỏi, tốt nghiệp ở London về. Mạc Phong vẫn là cái đuôi nhỏ đi theo phía sau. Chào Mạc lão đại. Người bác sĩ cười. Anh tên Tùy Sơn, hiện nay 30 tuổi, đã được người của Mạc Phong sắp xếp. Bắt đầu đi. Mạc Phong lạnh nhạt gật đầu nói. Anh cũng cùng Hàn Uyển Nhi vào trong. Mạc phu nhân cứ nằm ở đây nghỉ ngơi một chút, tôi và Mạc lão đại có chuyện muốn nói. Ngoài bàn làm việc, gương mặt của Tùy Sơn lúc này rất vui vẻ và may mắn là không sao. Thai nhi đã được 3 tháng, hiện nay đang phát triển rất tốt, không có trở ngại gì, còn bồi bổ cơ thể hơn, tránh vận động mạnh. Chuyện trong phòng vẫn có thể, nhưng ít thôi.
Mạc Phong rất chăm chú nghe Tùy Sơn nói. Cá thai ổn, phát triển bình thường, hình như có cái gì đó sai sai. Chương 37. Hẹn. Rõ ràng hai người là anh em họ, nếu có con với nhau thì đứa bé sẽ. Nhưng bây giờ bác sĩ bảo là phát triển bình thường. Tôi phát hiện phu nhân mang thai đôi. Tiếng nổ lớn trong đại não Mạc Phong. Mang thai đôi có nghĩa là sẽ sinh đôi rồi phải không nhỉ? Lắc lắc cái đầu, Mạc Phong tự cười một cái. Được rồi, Mạc Phong ra hiệu cho bác sĩ dừng lại. Tùy Sơn sững cả người. Mạc Phong đứng dậy đỡ Hà Nguyễn Nhi từ trong phòng đi ra ngoài. Hai người đi thẳng lên xe. Lâm Ân nhẹ nhàng bước vào xử lý mọi chuyện sau đây. Hà Nguyễn Nhi dựa người vào Mạc Phong hỏi. Bác sĩ nói thế nào vậy anh? Đưa kết quả cho em xem thử nào. Vừa nói cô vừa với tay lấy tờ giấy siêu âm, nhưng rất nhanh bị anh rút tay về không cho cô lấy đi. Đứa bé rất tốt, không cần lo lắng. Cuối tuần này anh đưa em qua Nhật khám thêm một lần nữa. Tại sao chứ? Anh giấu em chuyện gì à? Nói mau. Không có chuyện gì hết. Chưa nói hết câu, anh cảm thấy tay mình ướt ướt. Anh hốt hoảng chùi đi nước mắt trên má cô. Sao lại khóc? Phụ nữ có thai khóc là không tốt đâu. Ngoan anh thương. Hà Nguyễn Nhi vẫn một mực không chịu nín khóc nói. Anh lừa em. Lừa em, anh đi đi. Em ghét anh. Mạc Phong xoa xoa đầu ôm cô vào lòng, mặc kệ cho cô vùng vẫy như thế nào. Anh sai, anh sai rồi. Đừng đuổi anh đi. Anh không lừa em gì hết. Đây em nhìn xem. Vừa nói anh vừa đưa kết quả cho cô. Chỉ còn vài tiếng nấc nhẹ. Anh bảo em xấu. Phụ nữ khóc sẽ xấu. Vâng, là anh sai. Anh không đúng, đừng giận anh nữa. Vẫn biết cô vô duyên, vô cớ giận dỗi. Nhưng ai bảo anh là đàn ông chứ? Là đàn ông chân chính có thể vì phụ nữ mình yêu mà hạ mình. Nhưng việc anh bảo sang Nhật là thế nào? Mạc Phong âm trầm nhìn cô hồi lâu. Lên máy bay anh sẽ kể em nghe. Bây giờ thì chưa được. Ngoan tin anh muốn tốt cho em thôi. Được, em tin anh. Khi yêu nhau chúng ta có thể cho nhau lòng tin, được không? Hai người quyết định cho nhau một ngày hẹn hò tuyệt vời nhất. Hàn Uyển Nhi bảo muốn lên chùa cầu an. Không cần tin ai cả, em tin anh là đủ rồi. Chỉ một câu nói này mà khiến cô cảm động đến muốn phát khóc. Tâm trạng phụ nữ mang thai thật là... Sau khi hai người bái Phật xong lại trở về nghỉ ngơi đến chiều, họ cùng nhau xuống phía phố đi bộ đi dạo. Nơi đây tập trung nhiều hàng quán lớn nhỏ, những tòa cao ốc, chung cư cao tầng. Không thể thiếu chính là ở nơi đây có rất nhiều nam thanh nữ tú. Giờ này khoảng 5 giờ 40 chiều rất thích hợp cho mọi người đi hẹn hò. Hàn Uyển Nhi mặc một set đồ khá quyến rũ, liền bị Mạc Phong bắt thay lại. Lần này cô mặc một set đồ khá ổn, do bụng dưới mới khoảng gần 3 tháng, nên chưa lộ bụng quá nhiều. Đối với cô mấy cái váy này vẫn còn mặc được. Hai người nắm tay nhau xuống phố, quyết định chọn một quán ăn tầm trung, ăn món ăn Trung Quốc. Kêu ra cả một bàn ăn thịnh soạn. Hai người ngồi ngay bàn trong góc khuất, nhưng quán ăn gắn kính nên vẫn có thể nhìn ra bên ngoài kia. Anh à, món lẩu sườn muối này quả là ngon thật. Hương vị của nó quả là tuyệt vời. Hai người cứ thế em một câu, anh một câu, gấp qua gấp lại thức ăn cho nhau, khiến mấy chị em nhân viên phải ganh tị. Mạc Phong, anh nhìn kìa. Hàn Uyển Nhi hướng mặt mình ra cửa nhà hàng đối diện kia. Người được nhìn thấy chính là Thẩm Kiều Khanh, đang đôi co với một người đàn ông. Rồi cô phóng lên taxi đi mất. Người đàn ông kia cũng tiếp tục đuổi theo. Chương 38. Phong Nguyệt. Sau khi buổi ăn kết thúc, quả là Mạc Phong có nghe thêm một cuộc điện thoại. Thức ăn ở đây có hợp khẩu vị với em không? Rất ngon. Cô vừa ăn vừa gật đầu. Người đàn ông lúc này là người đàn ông của Thẩm Kiều Khanh.
Em đừng để ý đến hắn, để ý một mình anh là được rồi. Nghe đâu đây có mùi chua chua của giấm. Hàn Uyển Nhi gật đầu không nói gì, cười cười. Người gì đâu nhìn một cái cũng ghen. Hai người nắm tay nhau đi dạo phố, shopping, ăn vặt, xem phim. Bọn họ muốn biết người mình thương yêu nhau như thế nào. Người trong hắc đạo chính là không phải sống vì một mình mà còn anh em trong bang, đâu phải được thoải mái như người bình thường. Trời tối, Hàn Uyển Nhi đứng trước gương, ngắm mấy cái váy dành cho phụ nữ có thai. Bụng cô chưa lớn lắm nên cô chưa muốn mặc, chỉ mua để đấy khoảng tháng thứ 5 của thai kỳ mặc. Mạc Phong đang chuẩn bị laptop bỏ vào túi mang lên máy bay làm việc. Hây, nghe tiếng thở dài của Hàn Uyển Nhi, Mạc Phong xoay đầu nhìn lại. Có chuyện gì thế? Không có gì. Nhưng gương mặt hơi buồn bã, phản bội lại lời nói của cô. Anh không hỏi tiếp mà chỉ đến trước gương, hai tay ôm cô vào trong lòng. Hơi của anh thật sự làm cô rất thoải mái, liền dựa hết sức vào người anh. Buông tay ra, anh xoa xoa cái bụng của cô. Nơi đây đang tròn lên này và chứa một tiểu tinh ranh nhỏ. Cô im lặng không nói gì, chỉ gật gật, lát sau nói: Anh thích trai hay gái? Anh thích con gái. Tại sao? Nó sẽ khả ái giống em, xinh đẹp như em, và hơn nữa tiểu tinh ranh ấy lại là do em sinh. Từ tấm chân tình làm cô cảm động đến muốn phát khóc, hôn anh một cái. Đi thôi, chuẩn bị ra sân bay. Thế công việc công ty và ban thế nào? Có Lâm Ân và Lâm Vũ lo hết rồi. Lâm Vũ nhìn chằm chằm cô gái tên Hi Hi đang nằm trên giường, hai tay và chân đang bị trói lại vào thành giường. Hi Hi mơ màng tỉnh dậy, đầu cô hơi đau, chắc do rượu. Anh tính làm gì? Hi Hi có phần lo sợ, rút cơ thể lại mới phát hiện tay chân đang bị trói lại. Làm gì à? Phải tự em biết chứ. Tại sao lại không nghe lời anh? Đâu, em nào có. Anh đã nhanh chân tức giận bóp cầm. Cái bóp cầm này thật sự đau, làm cô đau đến cả nước mắt, khó khăn phản biện. Như thế còn không phải không nhận sao? Tay anh thêm dùng lực. Hi Hi dùng hết sức khóc thật lớn. Nước mắt là vũ khí của phụ nữ, với cả cô lại là người anh thương, xem anh chịu được bao lâu. Được, anh xin lỗi, là anh sai, đừng khóc nữa. Vậy anh nhanh cởi trói cho em đi. Mạc Phong và Hàn Uyển Nhi trở về thân phận thật sự của mình và chắc chắn không có người theo dõi. Họ cùng nhau lên máy bay riêng của mình đến Tokyo. Tính theo ngày ở Tokyo thì thời tiết cũng đã vào đông, trời bắt đầu lạnh dần hoặc có thể có tuyết. Từ đây đến đấy cũng chỉ mất khoảng 5 giờ đồng hồ. Vậy đến đấy là trời kịp tối rồi. Trong khi mọi người đang vui vẻ bên thiên hạ của mình thì Lâm Ân đang ở công ty làm việc cực lực. Hai người đến Tokyo cũng đã 20 giờ tối rồi nên sẽ ở lại khách sạn kiểu truyền thống ở đây. Sáng sớm hai người cùng nhau đến bệnh viện lớn nhất tại Tokyo để khám. Mọi chuyện đã được Lâm Vũ sắp xếp, chỉ còn bác sĩ chờ hai người đến. Hàn Uyển Nhi được đưa vào phòng siêu âm với các thiết bị tiên tiến. Anh cũng bước chân đi vào theo cùng. Sau khi kết thúc, hai người cùng ngồi lại nghe bác sĩ người Nhật nói. Do anh và cô lúc trước thường có công việc qua Nhật nên đã quyết định học một chút tiếng Nhật, phòng thân, nay đã có cơ hội sử dụng rồi. Thai Nhi phát triển rất tốt, không có trở ngại gì. Người mẹ cần nghỉ ngơi tinh thần thoải mái, như thế mới không ảnh hưởng đến đứa trẻ. Bác sĩ người Nhật liền nói một hơi thật dài, dừng lại một chút, ông lại nói tiếp. Xin chúc mừng, phu nhân đây mang thai đôi. Quả thật là quá hạnh phúc, lúc bây giờ anh chỉ muốn ôm cô vào lòng thật chặt. Chương 39. Đắng lắm, cay lắm. Hàn Uyển Nhi không phải người thuộc trí tuệ vàng, cái gì cũng thông thạo. Phần tiếng Nhật cô không được tốt lắm. Cô đẩy anh ra nghiêm túc nói. Từ từ, bác sĩ nói thai nhi như thế nào mà hai hai gì đấy? Em mang thai đôi. Hàn Uyển Nhi chấn động không nhỏ. Cô đây thật sự sinh đôi sao?
thật không thể tin được. Nhưng hai đứa bé, Hàn Uyển Nhi nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc và khó hiểu. Nếu cô và anh loạn luân thì hai đứa bé chắc chắn sẽ không giống như bình thường. Vậy tại sao bác sĩ lại bảo bọn chúng không sao? Hay là... Cô đưa mắt nhìn sang anh, Mạc Phong nhìn sâu vào ánh mắt của cô. Họ dường như không cần nói cũng hiểu nhau. Đứa bé không có vấn đề, vậy người có vấn đề là ba mẹ chúng. Chỉ có một trường hợp xảy ra, chính là cô và anh không cùng huyết thống. Mạc Phong gật đầu như hiểu ý Hàn Uyển Nhi, liền chào bác sĩ, theo con đường quẹo trái bấm thang máy lên tầng 21 của bệnh viện. Thứ họ muốn bây giờ là bản xét nghiệm ADN của hai người. Mọi chuyện đã nằm trong sự sắp xếp của Mạc Phong, quả là không ngoài dự liệu đã nghĩ. Bản kết quả ghi nhận hai người họ không có quan hệ huyết thống. Vậy chuyện năm đó là thế nào? Mẹ cô không thể nào phản bội ba được, họ rất yêu thương nhau mà. Mọi chuyện còn có ẩn tình phía sau. Anh ơi, về gặp ông nội hỏi rõ mọi chuyện đi, em không muốn giấu giếm như thế. Được, tất cả theo ý em. Alo, lão đại, có người đã đánh tráo cơ mật trong công ty, đã tìm được họ tên, chờ xử lý của người. Lâm Ân nhanh chóng báo cáo tình hình của công ty. Được, chờ ta về xử lý. Mạc Phong muốn nhanh chóng trở về để giải quyết mọi việc. Mới lúc chưa đặt chân xuống Tokyo, anh đã nhận được điện thoại báo tin rằng công ty có nội gián, tên đó đã đánh cắp thông tin cơ mật của Mạc Thị. Hai người liền lên máy bay riêng trở về. Sao em không ngủ một chút? Hôm ta ngồi máy bay sẽ hơi lâu một chút, bởi vì thời tiết không được tốt cho lắm. Hàn Uyển Nhi không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại. Vậy tại sao anh không ngủ? Công ty có chuyện gì sao? Em cũng là một cổ đông của công ty đấy. Không có gì hết, chỉ là bọn ruồi bọ bay vào không đúng chỗ mà thôi. Anh cuộc cô lại, ôm vào lòng đắp chăn lên người cô. Anh không nói gì, chỉ im lặng gật đầu một cái, bàn tay nhỏ xoa xoa. Lát sau nói, ngủ cùng em đi, đừng làm việc nhiều quá. Yêu một người đã khó, đi cùng một người đến hết cuộc đời lại càng khó hơn. Sức khỏe của ông nội Mạc dạo này không tốt lắm, nên ba mẹ anh phải túc trực để chăm sóc ông. Gia đình của cô, ba mẹ Hàn cùng ông nội Hàn đang tưng bừng bàn về đám cưới của Hàn Mạc Nghiêm, định sẵn vài hôm nữa sẽ báo cho Hàn Uyển Nhi biết. Thẩm Kiều Khanh bị chính người ba ruột của mình đánh một cái vào mặt, khiến nước mắt cô lưng tròng. Tao nói cho mày biết, lo mà làm cho tâm. Tên Mạc Phong kia rối loạn, nếu không thì xem chừng tên tình nhân của mày. Thẩm Quân rất hay bảo cô dùng thân thể mê hoặc Mạc Phong, lấy Viết Long người cô yêu ra uy hiếp. Viết Long là một chàng trai trên đường lập nghiệp, làm sao chịu nổi những đòn công kích trên thương trường của ba cô chứ? Ba, con chính là con gái của ba đấy. Thẩm Kiều Khanh không chịu nổi cuộc đòn roi này, liền phản bác nhắc nhở ông, mình chính là con gái ruột của ông. Mày dám cãi lời tao à? Con không có đứa này thì có đứa khác, mày nghĩ lại thân phận của mày và mẹ mày đi. Nói rồi Thẩm Quân bỏ đi, ném cho Thẩm Kiều Khanh một ánh mắt khinh miệt. Mày cũng có nỗi khổ, khác nhau ở chỗ có nói ra được hay không. Chương 40. Thẩm Kiều Khanh mệt mỏi ôm một bên mặt của mình. Cô thích mọi thứ xuất phát từ lòng chân thành, mà cha cô người lúc nào cũng chỉ dạy cô những điều gian dối. Cô thật sự không hiểu, nhiều lúc tự hỏi mình có phải là con của ba hay không, ông có yêu thương cô hay không. Giờ đây mọi chuyện đã quá xa, Kiều Khanh chỉ muốn về bên người thương, dựa vào lòng anh mà thôi. Sau mười mấy tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng hai người cũng đã trở về. Liền muốn tắm rửa một chút cho thoải mái, còn Mạc Phong cứ thế mà đến thẳng công ty. Trong công ty Mạc Thị, Boss đã bắt được tên đấy, ngài muốn xử lý thế nào? Lâm Ân cung kính báo cáo tình hình. Cho hắn đến nhà lao của tổng bộ Hắc Nguyệt Bang, chăm sóc thật tốt, rồi hãy tống hắn vào tù một năm.
Chí ít anh vẫn là người hiểu chuyện, tên này cũng chỉ vì tiền mà thôi. Lần này thì cảnh cáo. Alo, sao ạ? Ông nội thế nào? Vâng vâng, con sẽ đến ngay. Mạc Phong nhận được điện thoại của mẹ mình, bảo ông nội đã nhập viện vì bệnh của ông tái phát. Lần này chắc sẽ ông không qua được. Mạc Phong đứng trước phòng cấp cứu, mọi người không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi. Chờ đợi một phép nào đến với ông. Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra ngoài. Bác sĩ, ông nói đi, ba tôi sao rồi? Ông Mạc kích động hỏi bác sĩ. Xin lỗi ông, hiện giờ đã qua cơn nguy hiểm, nhưng thời gian còn lại không nhiều. Người nhà hãy giúp ông có những ngày còn lại thật ý nghĩa. Bác sĩ nói rồi cung kính gật đầu chào một cái, xong đi làm công việc của mình. Người ông mà anh luôn yêu quý và kính trọng sắp ra đi, anh phải làm gì cho ông đi chứ? Ông nội Mạc được đưa vào phòng hồi sức khoảng ngày mai, mới vào thăm ông được. Chuyện công ty bị thất thoát một khoản tiền, cơ mật công ty bị truyền ra ngoài, cổ phiếu công ty đang giảm mạnh, anh thật sự rất mệt mỏi. Lúc về đến tổng bộ cũng là 8 giờ tối rồi. Về đêm thanh tĩnh lắm, chỉ có những bóng đèn lớn được thắp sáng cả một vùng rộng lớn. Từng đợt bảo vệ đi xung quanh, hệ thống camera dày đặc. Cuối cùng thì chỉ để bảo vệ nơi này mà người ta bảo rằng là tổng bộ của ban Hắc Nguyệt mà thôi. Nơi đây tập hợp trạm giam và phán xét phạm nhân, người phản bội hay có tội, nơi đào tạo sát thủ, chuyên gia về súng, bom. Điều quan trọng đây là nơi cung cấp vũ khí cho các nước thường xảy ra chiến sự như một số quốc gia gần khu vực Trung Đông. Anh nhẹ nhàng bước vào, hàng chục người xếp hàng cung kính cúi đầu. Chào lão đại, tất cả đồng thanh hô lên. Mạc Phong gật đầu nhẹ rồi phất tay, ý bảo mọi người hãy trở về vị trí. Vừa bước đến nhà lao, cửa đã mở sẵn chờ anh vào. Lâm Vũ phụ trách hắc đạo cung kính chào rồi đứng phía sau, phía bên tay phải của anh, còn bên tay trái là của Lâm Ân. Nhưng bây giờ anh ta không có ở đây. Dẫn hắn vào đây, Lâm Vũ nói. Tên kia được dẫn vào, hắn khoảng tuổi trung niên, đã sống hơn nửa đời người, nay không biết tại sao lại bị bắt. Chắc có lẽ những việc thời trẻ ông làm cũng được phơi bày ra ánh sáng. Không biết tôi đây đã đắc tội gì mà lại bị bắt vào đây. Trải qua thời tuổi trẻ từng đâm thuê chém, đã luyện cho ông được tính gan dạ này. Người trong hắc đạo rất biết lý, biết lẽ, chỉ cần không đắc tội với họ, thì họ sẽ không làm khó mình.